Tên tôi là Nguyễn Văn Viên, sinh ngày 20 tháng 10 năm 61. Tôi xin tìm hiểu với cô Hương, giám đốc Bà Rịa Vũng Tàu, thì 35 tỷ. Thì sau này mà thương yêu được thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau, thì tôi sẽ về cử rể ở với cô quãng đời còn lại. Rồi với cô Đà Lạt, cô Hoa Đà Lạt thì 25 tỷ, thì buôn bán trái cây, thì các cô mà có thương nhìn được cái hình trên kết nối này ấy, thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau quãng đời còn lại, để phục vụ cô như vậy, vợ chồng với nhau ở nhau suốt đời. Mấy cô mấy chị mà đang ở chợ đến với chú được không? Dạ không. Sao vậy chú? Khó khăn lắm với cái cuộc sống ấy. Vậy nhưng mà nãy chú mới nói là tài sản chứ không quan trọng. Đâu, vì người các cô nó có nhà thì cái cuộc sống ở sau này thôi, chứ còn bây giờ ở nhà trọ thì đồng hoát là tháng là hết mấy 1-2 triệu đi nhà trọ rồi. Coi như ở chợ là chú miễn tiếp rồi, không đến được với chú. Vâng. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có chú 60 mấy tuổi vượt quãng đường ở xa để tìm nửa yêu thương của mình, muốn kết nối với cô Hương, giám đốc nông sản. 35 tỷ, liệu ngày hôm nay chú có tìm được, chú có kết nối được cô Hương hay không? Kính mời các chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Còn ngoài ra mấy cô, mấy chị mà đang ở chợ thì không đến được với chú, đúng không chú? Vâng. Rồi, hai căn nha. Rồi, thay mặt mấy anh em ở đây, con chào chú. Vâng, chào ai gì. Rồi, chú nói lớn tí giùm con ha. Vâng, thì tôi cũng theo dõi cái chương trình của các anh như vậy đã 2 năm nay rồi. Dạ. Mà trong cái thời gian mình cũng không có, cho nên là lần này phải tiếp tục như vậy, bớt thời gian ra để lên để kết nối. Rồi chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi? Tên tôi là Nguyễn Văn Viên, sinh ngày 20 tháng 10 năm 61. Tình trạng hôn nhân gia đình chú sao? Ngày xưa tôi có lấy một cô nhưng mà trong hai bên không có tiếng nói chung. Rồi chú có mấy người con? Dạ, chưa có đứa nào cả. Rồi một mình luôn. Vâng, thì bắt đầu không có tiếng nói chung, tự nhau là bỏ nhau thôi. Bỏ bây thôi. Giờ nhà mình ở đâu? Nhà tôi, quê tôi thì ở ngoài Thanh Hóa. Rồi ngoài Thanh Hóa. Vâng, ngoài đây tôi vào nhà này. Đó là nhà chung với gia đình hay sao, hay nhà riêng chú? Nhà riêng. Rồi hiện tại chú làm gì, về công việc gì trong đây? Dạ, tôi đang làm bảo vệ 7 năm ở trong này. 7 năm. Rồi từ lúc giờ là chú có tìm hiểu thêm cô nào nữa không? Dạ không. Không có tìm hiểu luôn. Vâng. Sao vậy chú? Thì một lần là thấy nó mất mãn chán, thì bây giờ cuộc sống bây giờ già rồi thì con người phải già rồi mà thay đổi. Sao hôm nay chú lên chú tìm một nửa thương? Thì giờ con người mình mỗi ngày mỗi khác, mỗi năm mỗi khác, thì giờ lên tìm. Chú thấy chương trình tụi con có cô nào chị nào phù hợp với chú không? Thì bây giờ trước có lên một lần rồi nhưng mà chưa có hợp, thì nay lên xin kết nối lại. Rồi chú muốn kết nối với ai? Với cái cô Hương ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cô Hương là phải cô Hương giám đốc nông sản không? Dạ vâng. Tài sản mà trị giá là 35 tỷ đó, đúng vâng. Không chú? Giám vâng. Đốc giám đốc á. Vâng. Rồi thì đó thì ông nói là tôi đi tìm vợ, chứ không còn cái tài sản đâu, không quan trọng. Rồi tài sản không quan trọng. Vâng. Nhưng mà rồi hôm nay chú phong độ rồi, lên mấy cô mấy chị mà đang ở chợ đến với chú được không? Dạ không. Sao vậy chú? Khó khăn lắm với cái cuộc sống ấy. Vậy nhưng mà nãy chú mới nói là tài sản chứ không quan trọng. Đâu, vì người các cô nó có nhà thì cái cuộc sống ở sau này thôi, chứ còn bây giờ ở nhà trọ thì đồng hoát là tháng là hết mấy 1-2 triệu đi nhà trọ rồi. Coi như ở chợ là chú miễn tiếp rồi, không đến được với chú. Vâng. Mình biết đâu mình tìm hiểu thêm hợp về hai chồng cùng làm cùng ăn. Nó cũng khó lắm. Khó lắm hả chú? Vâng. Bây giờ chú làm lương thuê như bao nhiêu? Thì bảo vệ lương bao nhiêu? Hiện tại bây giờ nó làm lương ví dụ 7 triệu tới 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi là có cái trách nhiệm thêm đấy. 7 triệu đến 7 triệu rưỡi. Vâng. Thì bây giờ mấy chị mà đang ở chợ đó thì làm công nhân thì cũng được 6-7 triệu đi, cộng với chú lại là được cũng mười mấy triệu rồi. Vâng. Mình cùng làm cùng ăn luôn, không được hả? Vâng. Rồi. Ba đã rồi ha. Thì xin kết nối với cô đấy, với cô buôn bán trái cây ở Đà Lạt ấy. Cô buôn bán trái cây, cô tên gì chú? Cô
cô gì cô gì mà buôn bán sầu riêng ấy. Cô hả? Cô Vòng, cô Ba gì hả? Vòng 45 tuổi đấy. Ồ, đúng rồi, cô đó 25 tỷ. Wow. Có mấy hết cà phê sầu riêng đúng không? Wow. Đó, cô đó cũng bắt rễ luôn á. Thì xem các anh thì kết nối vô được thì... Nhưng mà bây giờ mình đi ở rễ vậy thì cực không? Chú có nhóm làm phụ được vợ gì không? Nói chung là mình có thời gian về vẫn phụ cho vợ thôi, không sao cả. Về phục vụ cho vợ? Wow. Rồi, coi như là sức khỏe mình là... ok hả chú? Wow. Đảm bảo là ok. Sức khỏe tốt. Về là cơm nước nội trợ rồi chú làm hết. Wow. Giặt giũ đồ áo luôn. Wow. Sao mấy việc đó mà việc của là phụ nữ mà cái chú? Cái việc của phụ nữ nhưng mà vợ nó buôn bán làm ăn thì mình có thể mình tranh thủ mình phụ vợ. Chú làm mà chú không ngại gì hả? Không, không ngại gì. Bạn bè nó ra nó giàu thì không. Sao? Quá ăn thua là mình vậy chứ. Bạn bè thì bạn bè vậy, thời gian vậy thôi chứ không bằng gì bằng mình trực tiếp với vợ mình cả. Ai nói gì nói mặc kệ hả chú? Vâng. Không quan tâm tới luôn. Vâng. Miễn sao mà vợ cho ở rể là được. Vâng. Thì vợ chồng với nhau hiểu nhau là chính, là vợ bảo bây giờ thôi em bận cái nọ bận cái kia thì anh nấu phụ nấu cơm hay lau cái nhà thì cái đó là chuyện vợ chồng thông cảm với nhau là chính. Thế thôi. À. Chứ còn mà bây giờ mấy cô mấy chị ở chợ là không đến được chú. Vâng. Khó khăn lắm. Khó khăn. Nhưng mà sao chú? Bây giờ mình ở chợ một phòng trọ tháng có khoảng 2 triệu chứ nhiêu. Thì nhưng mà đồng phát vậy nhưng mà tháng là mấy triệu bạc thì bây giờ tiền ăn tiền uống tiền nhà trọ tiền xăng cổ đi đâu mau hết lắm. À hết lắm. Và nhưng mà hiện tại giờ chú đang ở chợ phải không? Chú ở nhà trọ nhưng mà của công ty nó thuê cho ở. Là chú không tốn tiền. Không. Chứ bây giờ mình lấy vợ giờ mình ở chung luôn đâu tốn tiền đâu. Không được. Đây toàn thanh niên không, toàn bảo vệ không đâu. Đâu ở được. Công ty không chấp nhận. Không chấp nhận. Vâng. Thôi bây giờ mình thuê phòng trọ hoài khoảng chừng 1,5 triệu à. Vâng, 1,5 triệu rồi tiền ăn tiền uống tiền lo tiền kia nhiều lắm. Nhiều nhanh lắm. Bây giờ với như vậy mình đi mình tuyển vợ giàu vậy rồi mấy bạn nó nói mình là ham giàu sao? Không, thì tôi đã nói rồi. Tôi ở đây tôi đi lấy vợ. Đấy. Chứ tôi không phải cái chỗ của cô đó, của riêng của cô. Bây giờ về bây giờ hai bên hòa thuận với nhau. Bây giờ cuộc sống bây giờ hiện tại này. Thế bây giờ tôi làm lương ví dụ là 6 triệu, 7 triệu hoặc là cô có công việc thì tôi về làm phụ với cô ấy. Làm phụ? Vâng, thì cuộc sống... Nhưng mà bây giờ sức khỏe rồi chú đảm bảo không là mình cuốc đất dễ cỏ rồi ok không? Vâng, sức khỏe bình thường. Cô Vòng, cô Ba gì là mấy hết cà phê đó. Vâng, là thì có chuyện làm lương làm rãi cuốc đất thì... dễ cỏ, làm nương làm rãi rồi chú làm ok không? Ok luôn, không sao hết. Trời ơi, quá hết cực vậy chú. Không, thì cuộc sống mà. Cuộc sống này bây giờ mình có vợ bận gì mình không là buôn bán là bán thì mình thì ở hôm nay đi đây anh đây anh làm rồi em làm rẫy này, dãy cỏ này, phát vườn này, cái đó chuyện bình nhưng thường. Nhưng mà mình ở rễ là mình khó lắm, là vợ nói gì là mình cũng nghe hết á. Thì vợ thì tất nhiên là vợ nó nói mình, vợ bây giờ vợ nó đúng, bây giờ sẽ phải chấp nhận. Vợ nó sai thì cái em nói là anh không có gì. Chú là... nóng tính gọc tính không? Dạ không, bình thường. Chứ mình nóng tính gọc tính nhưng mình đi ở rễ là không được đâu. Đúng rồi, nóng tính mình nóng tính là thôi bỏ tay luôn. Đúng không chú? Đúng rồi. Con nói đúng không? Bây giờ mình nóng tính gọc tính là mình đi ở rễ không được đâu. Đúng rồi. Cái chuyện đó thì rõ ràng thì chính bỏ làm 10 thì vợ nói thì mình phải nghe. Có cái đúng thì mình phải nghe, còn cái gì sai ở vợ chồng cứ nằm với nhau tâm sự với nhau. Rồi. À. Bây giờ là mình đi ở rễ là mình chấp nhận. Vâng. Rồi mình thương vợ thì vợ kêu gì mình làm đó chứ giờ sao vợ? Vâng. Nửa đêm 12 giờ thì vợ kêu làm gì nữa làm không? 12 giờ đang ngủ trong kênh. Kêu sao nổi đúng không? Vợ đó bỗng kêu nấu mày chú nấu không? Không, cái đó vợ không bao giờ kêu rồi, cái đợi đây. Nhưng vợ kêu thì vẫn sẵn sàng thôi. Vẫn sẵn sàng rồi đúng không? Vâng. Vẫn sẵn sàng phục vụ vợ, phục vụ ai mà sợ. Rồi hôm nay chú lên chương trình này mà cô Hường giám đốc. Wow. Cô Hương giám đốc là 35 tỷ, còn cô Vòng thì 25 tỷ. Wow. Lỡ hai người thương chú hết rồi, chú biết chọn ai bây giờ? Người nào thương trước thì mình đi trước. Người nào đến trước rồi đi trước. Wow. Bây giờ hai người đó thương lượt rồi sao? Không làm gì có. Rồi sao bốc thăm luôn hay thì sao? Hai người thì mình chỉ chọn một. Mình chọn biết chọn ai, bây giờ hai người thương chú hết rồi. Cô nào cảm thấy hợp thì mình ok. Bây giờ có ví dụ là hai người thương chú hết luôn. Chú ấn tượng cô nào hơn? Chú ấn tượng được cô nào? Để chọn một thôi. Rồi chọn một rồi chú chọn ai? Chị biết cô nào, chưa biết cô nào cả. Chị chưa biết ơi. Cô nào phải hợp vô ở bây giờ cái cô Đà Lạt mình kết nối cô Đà Lạt đây cô đồng ý cô thương. Rồi con dạy ra kế hoạch cho chú luôn. Là bây giờ cô Hằng, cô Hương
Cô Hương, giám đốc nông sản là thu mua nông sản là tiêu nè, này kia nè, vô bao giác đi là bao 40-50 kg á, chú giác nổi không? Nói chung có người bốc vai cho mình vẫn đi được mà. Vẫn đi được. Vâng. Còn cô Vòng á là có mấy rẫy, mấy hết cao su ở cà phê, chú về dãy cỏ cứu đó. Vâng. Chú làm nổi không? Được hết. Được hết. Vâng. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Vâng. Cái nào cũng cực. Vậy đôi mình có người mình đang lao động rồi. Một bên là bốc vé, một bên là cứu đất, dãy cỏ. Vâng. Thì mình đã con người đó chịu nặng hết luôn. Con người mình đã lao động rồi thì mình không ngại. Chứ còn con người mình mà chưa ăn mới đi chơi với ngồi quán suốt ngày thì nói chung lao động không thể lao động được. Mà chú sức khỏe chú ok hả? Ok bình thường. Con thấy chú, nhưng mà con thấy cực quá tội chú á. Không, nói chung chú là suy nghĩ kỹ đi. Không phải suy nghĩ kỹ đấy, suy nghĩ rõ kỹ rồi bắt đầu mới lên chương trình đấy. Suy nghĩ rõ kỹ luôn mà không? Vâng. Không hối hận nha. Không, đã lên chương trình rồi không bao giờ hối hận. Suy nghĩ kỹ nha. Vâng. Chứ con thấy bây giờ là con khuyên chú là kiếm một cô nào mà hiền thôi, rồi ở chợ thôi, rồi cùng nhau cùng làm, cùng ăn. Thì cái đó mình mới chung là đi con người mình lao động thì mình về mình vẫn phải lao động thì mới khỏe được. Chứ còn mình không lao động thì đâu khỏe được. Rồi coi như là chú thích đi ở để cho nó khỏe ha. Vâng, như rượu chè thì mình cũng không uống. Rượu chè chứ không uống. Không. Rồi tính tình chú làm sao? Dạ. Tính tình, tính cách của chú làm sao? Tôi bình thường thôi, không có sao cả. Rồi hôm nay chú lên chương trình nè, có mấy cô, mấy chị mà ở miền Tây á, có nhà đàng hoàng nha. Nhưng mà không có kinh doanh buôn bán gì hết. Có nhà, cửa đàng hoàng, nhưng mà cũng đi làm này kia đủ sống rồi đi làm công nhân. Vâng, nhưng mà miền Tây thì còn không hợp mà vậy. Trời sao chú? Không hợp, không hợp. Mấy chị miền Tây cũng đẹp, dễ thương lắm mà. Đó, biết rồi, nhưng mà mình không phải chê người ta, nhưng mình không hợp. Không hợp, vâng. Miền Tây là không hợp. Vâng. Trời ơi, sao vậy? Nói chú nói vậy mấy chị miền Tây buồn. Không phải, mình không phải chê các cô đâu nhưng mà mấy chị miền Tây nè, dễ thương, xinh đẹp mà. Mà bây giờ mình không thích mấy chị miền Tây thì mấy chị miền Tây cũng hay buồn á. Không, mình cũng không hợp lắm. Không hợp, vâng. Nói chung là chú không hợp mấy chị miền Tây. Vâng. Rồi. Để lên trước mắt là lên nhờ chương trình để kết nối càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt chú. Vâng. Đi ở rễ càng sớm càng tốt. Vâng. Mình đi ở rễ rồi cực á, chú suy nghĩ kỹ chưa? Mà suy nghĩ kỹ lâu rồi. Kỹ lắm rồi hả? Vâng. Chú cao nhiêu, nặng nhiêu? Thì đây là nặng 64 kg. Cao 1m72. Wow, phong độ quá, chú đứng lên đi, chú đứng lên coi. Cô tướng đi ở rễ ngon lành à. Cao 1m72. Sao mấy ký ha? 64 kg. Chú phong độ á. Mấy cô mấy chị chọn liền mình ở rễ. Thứ này là cút đắp bóc giác là thôi, vô địch luôn. Rồi, bây giờ là mình chọn cô Hương hả? Cô Hương, giám đốc, 35 tỷ. Còn cô Vòng coi là cũng cô Hoa luôn đúng không? Là 25 tỷ ở trên Đà Lạt. 4 trái cây. Rồi, chú có lời nào nhắn gửi tới hai cô này không? Thì trước hết là kết nối với hai cô thì cho nhau một cơ hội. Để còn nửa đời còn lại thì để mà tìm hiểu nhau. Rồi không chú nói ấy, thì chú tin gì thấy hai em sao đó thì tên tôi là Nguyễn Văn Viên đấy, sinh 20/10/61 thì muốn tới kết nối với các em ở Vũng Tàu ở Đà Lạt thì em ở Vũng Tàu tên gì thì em Hương ở Vũng Tàu giám đốc đúng không thì không biết cô không, chưa biết cô giám đốc làm gì biết là tên cô là cô Hương thôi. Rồi. Thì nửa đời còn lại thì như vậy là tìm hiểu nhau. Nếu được thì sao rồi chú xin sao? Thì sau này mà cô mà thương đồng ý thương yêu nhau thì cô bảo về quê cô ở thì thật thằng về quê cô ở. Thế thôi. Rồi nếu mà được là chú xin về ở rể luôn đúng không? Vâng. Cô Đà Lạt Lâm Đồng cũng vậy. Ở rể luôn. Vâng. Chú đi ở rể chú có đem theo mớ tài sản nào không? Chẳng có gì. Chẳng có gì. Hai bàn tay trắng luôn. Vâng. Chỉ có hai bàn tay. Dạ. Có hai bàn tay trắng không? Là chú làm từ lúc giờ là không có dư được cách nào luôn. Gọi tặng đủ ăn thôi, dư thì cũng không đáng. Chú làm nhiều chứ ăn hết nhiều luôn. Đâu phải hết đâu được. Mà lúc đau lúc ốm đó chứ. Mà chú đã dành được nhiêu rồi? Được ít à? Ít là bao nhiêu? Dùng tặng đủ sống.
Được 10 triệu không? Hơn chứ. Là mình về bên vợ thì không có tài sản gì luôn. Vâng. Có sức khỏe thôi. Vâng. Chú đi là hai bàn tay trắng. Vâng. Rồi. Rồi chú có sức khỏe. Vâng. Rồi mấy cô mấy chị mà thương mình thì cho chú về ở để ha. Vâng. Rồi bây giờ lên chương trình thì chú có lời nào nhắn gửi tới mấy cô mấy chị mà đang ở trọ với lại mấy chị mấy cô ở miền Tây? Thì mấy cô miền Tây với nhà trọ thì nói chung là tình điều kiện khó khăn. Khó khăn. Vâng. Là coi như là chú không có tiếp và khỏi mất thời gian. Vâng. Dạ. Chú cũng thẳng thắn ha, là mấy chị mấy cô ở trọ buồn sao? Buồn. Không, mày cái đâu có chê đâu mà các cô buồn, không chê các cô nữa. Không chê ha. Vâng. Nhưng mà mình nói không hợp thôi. Vâng. Là mấy cô khỏi điện, khỏi mất thời gian hai bên. Vâng. Rồi. Tụi con cũng cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn ha, mau sớm kiếm được một nửa yêu thương. Vâng. Tụi con có chinh phục được cô Hương, giám đốc 35 tỷ hoặc cô Hoa 25 tỷ hay không? Vâng. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh nha, rồi để lại bình luận nha. Hôm nay chú lên chương trình thì chú có cam kết những thông tin chú chia sẻ đúng, chú chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình không ạ? Vâng. Rồi. Chú có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video của chú chia sẻ trên mạng xã hội cam kết là không gửi xuống, chú đồng ý ha? Dạ, nhớ chị. Rồi, tụi con cũng cảm ơn chú, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho chú có cách nhìn đa chiều hơn. Wow. Nhớ để lại bình luận coi chú có được chinh phục được cô Hương giám đốc 35 tỷ và cô Hoa 25 tỷ không nha cô chú anh chị. Wow. Mình đưa chai nước cốt nha. Anh uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chẳng phải gần chục chai. Rồi, thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Yeah. Là chỗ cái khớp ngón đó là... Cái khớp ngón là ở cái bàn đó. Nó sưng lên. Dạ. Nó phù lên, bây giờ nó xẹp và bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp rồi anh thoái hóa khớp tay đó ha? Ờ. Rồi. Rồi nó bị tê bì, nó bây giờ thì nó còn tê, nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh? Anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thì 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần là bớt chắc phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi ha. Vô tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau cái anh giật mình luôn. Dạ. Yeah. Anh giật mình cái máu trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy. Vậy là anh hợp thuốc á, may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải 1-2 chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. Còn dạ. Anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ, dạ, vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Anh ở Hồ Nai này, ngay gần em. À, Hồ Nai đúng rồi. Hồ Nai đúng rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. Rồi, ok. Rồi, ok cảm anh, uống tốt nha. Thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi, có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi, em cảm ơn anh, em chào anh nhá. Rồi. Dạ. Yeah.